Hello, xin chào mọi người nhá. Trong thời gian qua thì khá là lâu mình không có làm video trên cái kênh này rồi. Nhưng mà mấy đợt vừa rồi thì có nhiều anh em thì trước mình quay một cái video về ba kích ấy. Thì vừa rồi có mấy anh em lên hỏi là cái ba kích thì mình có giống để bán không? Thì hôm nay mình lại ra quay một cái video đăng lên cho mọi người xem và để cho mọi người biết rằng là có nhá. Ba kích giống có đây. Cái chó này thì vừa vừa mới là ươm xuống rồi. Đấy. Thì đây vừa mới ươm xuống. Cái phần cái bên dưới này chủ yếu là ba kích trắng nhiều nhá. Còn bên trên thì ba kích tím. Thì còn bên này là của trước rồi, bên này ươm trước rồi. Bây giờ nó lên cao lắm rồi. Lên trồng lắm rồi, mọi người có thể thấy cái dày nó. Bên này thì bây giờ lên trồng lắm nhá. Và có nhiều người cũng hỏi là cái giá ba cái con này thì mỗi gốc nó là bao nhiêu, thì mình trong video này mình cũng nói luôn nhá. Nếu mà mua tại vườn ươm đây thì mỗi gốc là 2.500 nhé mọi người. Còn đi nếu mà chợ đi xa thì cái giá nó lại khác hơn nhé mọi người. Cái bên trên này cũng lên này, trồng nhá. Cái này nó làm à mấy tháng rồi cho nên là cũng lên trồng rồi. Trong vườn ươm thì phải che vào mọi người ạ. Trước thì cũng làm nhiều làm rồi. Bên dưới kia nếu như mà bên dưới kia. Bây giờ thì hết rồi. Bây giờ còn một tí đây. Nếu mà ai mua thì cũng sẽ làm tiếp nữa. Bởi vì trong thời gian này cũng khá là bận rộn cho nên là không có thời gian để làm. Làm cái này thì nó mất nhiều thời gian lắm mọi người ạ. Làm lúc mà làm mấy cái bầu đất nói tốn nhiều thời gian để mình đựng đất vào trong cái túi bóng túi ni lông này, túi bầu nói. Rất tốt nhá. Còn bây giờ đi quay ở dưới vườn một tí nhá. Đây là một gốc của cái vườn ba kích nhé mọi người. Ba kích tím nhé. Cái này cái rễ nó cũng tím luôn mà. Cái lá, cái dày nó cũng tím luôn này. Đấy. Dài ra tận tít ngoài kia luôn. Đây. Cái này trồng được 2 năm rồi nhá. Trồng 2 năm. Hơn 2 năm rồi. Gốc to thì dày nó to phết đấy. Ê, bằng cái ngón tay. Bằng ngón tay cái dày nó to phết rồi nhá. Còn dài ra ngoài kia nữa. Trước thì mình cũng có quay một cái video rồi, nhưng mà nói là không cụ thể. Vừa rồi thì có mấy anh em hỏi thì bây giờ tiện thể trong video này mình cũng nói để mọi người biết luôn. Thì đây là cái ba kích tím nhé. Nó ra cả quả nhé mọi người. Quả. Đấy. Cả đằng sau kia có luôn nhé. Trồng nhiều thước. Cái nào cũng trồng một tí, cái nào cũng trồng một tí mọi người ạ. Ba kích tím thì bây giờ giá nó đắt hơn là cái ba kích trắng. Ba kích trắng thì hiện tại đây thì hơn là một cân thì tưới hơn là 100.000.
Và cái tím thì cái giá nó đang hơn cái ba cái trắng ở vài 2-3 giá thì. Cái này trước là treo dây nhưng mà để ngâm mấy bịch để ngâm khá nhiều nhưng mà có một số thì đem ra trên quán để bán. Bây giờ có 4 bịch này. Nóng quá. Còn cái bột nghệ để cái tầng tầng trên rồi nghệ. Đây nha mọi người, bên dưới này là dưới nãy mình đi quay qua cho mọi người thấy chưa ạ. Và cái video mình cũng dừng lại đây thôi. Còn những cái gì cần nói thì hình nãy mình cũng nói hết rồi. Thì mình dừng cái video ở đây nhé. Ai mà có nhu cầu gì thì cứ liên hệ qua Facebook hoặc là số điện thoại nhé. Chào tạm biệt mọi người nha.